Tất cả các bạn, chúng ta bắt đầu lại. Và bây giờ chúng ta cùng nhau kết nối, giới thiệu, làm quen với tất cả các bạn nhé. Và hôm nay mới sáng Chủ nhật thôi, nhưng mà chúng ta bắt đầu livestream rất là sớm. Tại sao chúng ta thường hay không thay đổi? Và tại sao chúng ta mong muốn thay đổi, quyết tâm rồi? Đặc biệt, rất là nhiều bạn vì mong muốn thay đổi nên chịu khó đi tham gia các cái hội thảo, đi tham gia các cái chương trình, tham gia các khóa học. Tuy nhiên sau khi học 2 ngày, 3 ngày về rồi, mọi thứ vẫn như cũ. Mà trước đó là chúng ta hứa nhiều lắm, hứa trong khóa học là chúng ta hứa là chúng ta sẽ ra làm kinh doanh, chúng ta hứa là chúng ta sẽ làm tốt hơn. Chào bạn Vũ Tuấn, chào bạn Vũ Tuấn Cốc. Rồi chúng ta hứa rằng là chúng ta sẽ trở thành cha mẹ tuyệt vời hơn, chúng ta hứa rằng là chúng ta sẽ trở thành con ngon hơn, chúng ta hứa chúng ta sẽ làm người bán hàng hay hơn, chúng ta hứa rất là nhiều thứ. Tuy nhiên sau những cái hứa đó là khi chúng ta về nhà rồi, mọi thứ nó vẫn như cũ, nó vẫn như cũ, nó không có gì tiến triển, nó không có gì tốt hơn hết. Và bạn vẫn tiêu cực như xưa, bạn vẫn nhút nhát như xưa, bạn vẫn làm biếng như xưa, bạn vẫn cứ dở hơi. Nó có một cái gì đó nó cản chân bạn lại, nó làm cho bạn không có thay đổi. Cái điều đó là cái điều gì mà nó làm cho bạn cứ mãi khó khăn vậy, cứ mãi là quằn đi tới đi lui vậy. Và đặc biệt là trong những năm qua mình gặp, chủ yếu là mình tập trung vào các bạn trẻ khởi nghiệp, các bạn trẻ khởi nghiệp, những người mà tập trung vào khởi nghiệp á, và mình hỗ trợ các bạn đó, và mình mới nhận ra một cái điều. Các bạn giới thiệu làm quen đi các bạn nào đang xem livestream thì chúng ta kết nối giới thiệu làm quen. Mình thấy các bạn chào nhau, kết nối thì tự nhiên mình vui hơn, mình nói chuyện nó sung hơn. Các bạn xem mà các bạn không nói gì, tự nhiên mình cũng không có lửa. Anh nói chuyện chúng ta cùng nhau kết nối thì chúng ta cùng nhau có lửa nha các bạn ơi. Thì từ những cái kinh nghiệm đó thì mình thấy nó có 5 lý do sau. Nó có 5 lý do, mà 5 cái điều sau, và chính 5 cái điều này nó cản trở cái con đường phát triển của chúng ta. Các bạn nhớ bấm like nha. Chào bạn Bắc Ca Long. Các bạn nhớ bấm like ở bên YouTube, bên Facebook vậy các bạn nhớ bấm like cho mình một cái. Chính bốn cái yếu tố này nó làm cho mình đứng yên. Và nếu mà ai mà mắc cái hội chứng này, cái hội chứng không thay đổi này, thì gần như các bạn phải tập trung để các bạn giải quyết nó. Năm yếu tố chứ không phải là bốn yếu tố, hoặc năm yếu tố. Và các bạn mà không chào bạn Trang Nguyễn, mà các bạn không tập trung giải quyết thì các bạn cứ mãi là hoàng hoài. Chào bạn Bảo Trần. Và nó làm cho bạn hoang phí đi, hoang phí khoảng thời gian đi, và hoang phí cái cách làm việc mỗi ngày đi. Bởi vì chúng ta sống đâu có còn nhiều đâu. Các bạn thấy không? Ai cũng có một đời để sống, và chúng ta có 70 năm, 60 năm để chúng ta sống thôi. Cái lý do thứ nhất mà nó ngăn cản bạn, chào bạn Thúy Vân. Cái lý do thứ nhất mà nó ngăn cản bạn là đó là cái nỗi sợ ở phía bên trong bạn. Hôm nay livestream sớm bạn Trang Nguyễn ơi. Thứ nhất là cái nỗi sợ phía bên trong bạn. Con người ai cũng có một cái nỗi sợ thường trực rất là lớn. Và phần lớn là chúng ta sợ rời đi cái bến đỗ an toàn. Ai cũng có một cái bến đỗ an toàn. Cái bến đỗ của cái tàu thuyền các bạn biết không? Cái bến đỗ xe, cái đó gọi là nó một cái bến đỗ con người của chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta đỗ nơi cái bến đỗ an toàn đó. Và thế là như thế nào ạ? Thế là chúng ta không muốn thay đổi đâu. Chúng ta cứ muốn bám chặt vào vào đó. Ví dụ như những người mà họ làm công ăn lương. Tiếc quá em vẫn chưa gặp mặt thường ngoài đời. Ok, cảm ơn bạn Bắc Cà Long. Bên trang YouTube bạn, các bạn like cái YouTube của mình đi. Các bạn đang xem bạn like mình đi. Các bạn chia sẻ về nữa thì tốt nữa. Chúng ta như thế nào? Chúng ta đang làm công ăn lương, chúng ta lãnh lương mỗi ngày, và mỗi tháng chúng ta lãnh lương nó như vậy. Và chúng ta thấy như vậy là nó an toàn, nên chúng ta cứ giữ y nó thôi chứ đó. Và chúng ta có dám thay đổi đâu. Và chính những cái điều đó nó làm cho bạn như thế nào ạ? Nó làm cho bạn không còn khát khao nữa.
Nó làm cho bạn không còn phấn đấu nữa. Nó làm cho bạn như thế nào à? Nó giống như là nó tạo ra một cái giới hạn, nó giữ, nó kéo cái con người của bạn lại. Nó kéo con người bạn ở lại. Nó làm cho bạn lo lắng. Mỗi khi mà bạn thay đổi một cái gì đó, nó làm cho bạn lo lắng, sợ sệt. Bạn hình dung giống như là mình sắp chết đến nơi vậy. Cứ thay đổi chỗ làm, thay đổi làm một cái gì mới là nó làm cho bạn sợ. Cái đó người ta gọi là những cái mà trong cái con người bạn, nó từ tư duy nó xem cái điều đó là bất ổn. Nó xem điều đó là bất ổn. Và cái chìa khóa ở đây là gì? Chìa khóa ở đây là bạn phải kiểm soát được những cái nỗi sợ của mình. Cái con người mình nó rất là kỳ lạ, hở chút là nó sợ. Em tôi là Be Real Thế. Tháng 12 này có mở lớp khởi nghiệp không á thầy? Luôn mở lớp em. Đang tháng 12 này đang mở lớp em. Luôn mở lớp. Các bạn vô cho, tức là nó giữ cái con người của chúng ta lại. Cái chìa khóa ở đây là gì à? Chúng ta hãy làm. Chúng ta hãy biết cái kiểm soát nỗi sợ của mình. Cái cảm xúc của con người chúng ta nó kỳ lạ lắm, nó điều khiển cái con người của chúng ta. Chào bạn John Trần. Nó điều khiển cái con người của chúng ta. Nó gây cho chúng ta bằng những hiệu ứng là bằng cách là chúng ta sợ sệt, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng. Và cái cách duy nhất, cái cách tốt nhất để bạn triệt tiêu nó, bạn triệt tiêu cái nỗi sợ đi, là chúng ta làm đi làm lại cái nỗi sợ đó. Làm ngay cái nỗi sợ đó. Vì làm đi làm lại nó trở thành cái thói quen. Và khi càng quen rồi thì các bạn không còn sợ nữa. Bây giờ mình ví dụ, mỗi sáng bây giờ mà bạn chưa học lái xe thì khi mà bạn ngồi bạn ôm cái xe thì bạn sợ đó. Khi mà ngồi lên mà lái xe bạn sợ lắm đúng không? Cái cách duy nhất là bạn làm đi làm lại cái nỗi sợ đó. Tập đi tập lại cái nỗi sợ đó. Và khi bạn tập đi tập lại và bạn thông thuộc, bạn quen rồi thì bạn trở thành một cái thói quen rất là bình thường. Bạn nào mà mới ra kinh doanh thì bạn cũng sợ. Nhưng mà bạn cứ đi vào con đường đó, các bạn thấy như các bà tiểu thương ở ngoài chợ, những cái người họ bán hủ tiếu, họ bán hàng rong. Vì cuộc sống ngày nào họ cũng làm thì họ thấy kinh doanh nó rất là bình thường, có gì đâu phải sợ. Nhưng mà ở đây những con người học hành rất là tri thức, bằng cấp rất là biết, nói cái gì cũng biết, nhưng mà cứ nói tới kinh doanh là sợ, run. Bởi vì sao à? Bởi vì bạn không quen làm. Còn cái nhóm còn lại thì như nào, những cái người mà họ mua gánh bán bưng kia, họ vì cuộc sống họ phải làm nên họ thấy nó bình thường. Họ thấy nó bình thường, tức là nó là một trong những nguyên tắc là bạn càng trốn những cái nỗi sợ của mình, bạn càng tránh những cái nỗi sợ của mình thì sao ạ? Cái nỗi sợ của bạn nó càng ngày nó càng phát triển. Và bạn bị cái gì ạ? Bạn bị chính cái những nỗi sợ đó nó kiểm soát bạn. Nó làm cho bạn bạn phải lệ thuộc vào nó. Nó làm chủ cái cuộc chơi của bạn. Các bạn ở bên kênh YouTube, các bạn giới thiệu về các bạn. Các bạn nhớ like. Các bạn xem và các bạn nhớ like nhé. Cái thứ hai, cái nỗi sợ thứ hai, đó là bạn sợ thất bại. Tức là bạn chưa làm cho bạn hình dung nó thất bại. Trong các cái chương trình thì mình hay hỏi các bạn là bao nhiêu bạn thấy kinh doanh là khó, thì phần lớn là các bạn là giơ tay lên, nhiều bạn giơ tay lên thấy kinh doanh là khó. Và mình sẽ mời một bạn lên. Mình hỏi là em có thấy kinh doanh nó khó không? Bạn nói là khó, em thấy kinh doanh nó khó lắm. Mình hỏi là kinh doanh ngày nào chưa? Bạn nói chưa. Các bạn thấy cái chuyện gì xảy ra trong cái câu chuyện đối thoại không ạ? Tức là chưa ra kinh doanh mà biết nó khó. Mà biết nó khó nên là chúng ta đâu có làm. Và không làm thì nó như thế nào? Thì chắc chắn là nó càng khó rồi. Khỏi phải bàn cãi rồi. Vậy thì họ sợ thất bại. Ok chưa? Họ sợ thất bại đến nỗi mà nhiều người họ sợ đến nỗi mà họ không dám thử. Họ không dám thử nó. Thử một lần xem sao. Mà còn không dám thử. Cái nỗi sợ, sợ thất bại đến nỗi mà nó như vậy á. Các bạn có cảm giác buồn không ạ? Tức là bạn không dám liều thử một cái để cho cái cuộc sống chúng ta nó tốt hơn. Bạn không dám liều thử một cái để biến giấc mơ của chúng ta nó thành hiện thực hơn. Cái thất bại duy nhất trong cuộc sống là thất bại mà chúng ta không chịu gì à, không dám thử thôi. Cái không dám thử nó mới là cái mà làm cho chúng ta. Chào bạn Nguyễn Quang Trường. Chào bạn Nguyễn Quang Trường. Chào bạn Bắc Long. Ok. Cái thất bại duy nhất trong cuộc sống là cái thất bại mà chúng ta không dám thử. Vì sao những người đó họ sợ thất bại? Bởi vì họ sợ
họ sợ mất những cái nó an toàn hiện tại, họ sợ họ nhận một cái rủi ro gì đó. À, nhưng mà một điều á, ok chưa, một điều á, nếu mà có lỡ và có thất bại đi thì nó có gì ghê gớm đâu. Tức là những người đó họ hình dung cái thất bại nó to lớn quá, nó bự, nó to quá. Mà một câu hỏi đặt ra, thất bại thì thất bại có gì đâu mà phải ghê gớm mà. À, có những người suy nghĩ là làm ăn to lớn quá nên mới sợ thất bại nhiều. À, họ suy nghĩ tới cái việc làm ăn là họ suy nghĩ tới việc bự nè, bỏ hết tiền. Chúng ta làm một chút thôi, chúng ta thử thử thôi để xem nó như thế nào, thử cho biết thôi mà như thế nào, mà có gì mà sợ dữ vậy. À, rồi cái thứ ba, cái thứ ba là cái là lãng quên. À, cái tội lãng quên là cái tội ai cũng có, mình cũng có, các bạn cũng có, gần như ai cũng có cái tội lãng quên này. Lãng quên nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó, ta học một lớp học gì đó, ta đọc một cuốn sách gì đó, ta ngồi nói chuyện với ai đó và chúng ta thấy cái điều đó nó rất là hay và chúng ta hứa rằng về chúng ta sẽ làm. Nhưng sau đó về chúng ta quên mất, chúng ta không làm, chúng ta không thực hiện lời hứa của mình. À, cái tội lãng quên này là cái tội nhiều lắm. À, bản thân mình cũng có cái đó. À, chúng ta thấy cái ý tưởng đó nó hay lắm, về nó quyết tâm làm nhưng mà về nhà lại quên mất. À, bạn có cảm nhận ra điều này không ạ? Về nhà rồi để đó, mọi thứ để đó. À, nó là chính cái tội mà lãng quên này nó giúp cho nhiều người giữ y vị trí hiện tại, thậm chí họ tệ hơn, họ không tốt hơn, họ không khá lên được. À, vậy thì như thế nào ạ? À, một cách rất là tuyệt vời. Thất bại có gì mà gây gớm thầy hả? Ok, bạn thuật tuyệt vời. Vậy thì một điều rất là tuyệt vời là chúng ta phải làm đi làm lại, chúng ta phải nhắc đi nhắc lại. Mình sau này để mình khỏi nó quên đó, là mình luôn ghi chép. À, các bạn bên kênh YouTube, à, chưa thấy bạn nào giới thiệu về các bạn hết, và các bạn like kênh YouTube của mình. À, bên kênh YouTube á, mà các bạn muốn đăng ký, các bạn nên đăng ký, bấm vào nút đăng ký, xong các bạn nhớ bấm cái chuông nha. Các bạn nhớ bấm cái chuông. Bấm chuông á, thì khi mà mình livestream nó mới nhắc các bạn. Các bạn không bấm chuông thì livestream nó không có nhắc. À, nên các bạn phải bấm chuông. Vậy thì để cái chìa khóa mà chúng ta đỡ lãng quên đó là chúng ta phải thực hiện cái lời cam kết. Bạn phải thực hiện cái lời cam kết ngay trong cái tâm trí của bạn. À, phải cam kết rằng là chúng ta phải cố gắng chúng ta làm. À, và bạn ghi ra những cái tờ giấy, bạn nốt nó khắp nơi hết, ghi ra chữ bự ra và luôn luôn ghi sổ. Làm muốn làm điều đó là phải luôn luôn ghi sổ. À, các bạn lãng quên nhiều lắm, càng lớn càng lãng quên các bạn ơi, càng lớn thì nó lại càng quên dữ nữa. À, nó là cái tội mà lãng quên, có thể là cố ý lãng quên hoặc là vô tình lãng quên, nó làm cho chúng ta không có phát triển được, nó làm cho chúng ta không có đi về phía trước được. Nên các bạn nốt vô, các bạn nói là không được lãng quên. À, cam kết là phải làm, phải ghi vào tờ giấy. À, phải làm ngay nó, lưu giữ cam kết. Và mỗi sáng, chào bạn Nguyễn Tâm, mỗi sáng, chào bạn Nguyễn Thi, mỗi sáng, các bạn, chào bạn Hoàng Hải, mỗi sáng thì các bạn nên viết nhật ký. Và các bạn dỡ cái quyển nhật ký ra, các bạn xem những cái quyển nhật ký đó, thì các bạn như thế nào à? Các bạn làm cho bạn luôn tin tưởng vững chắc hơn rất là nhiều. À, nó làm cho chúng ta không có lãng quên nữa. Và cái thói quen thứ, cái điều thứ tư nó làm cho bạn sợ hãi. À, đó là cái điều gì ạ? À? Đó là cái niềm tin, bạn không có tin vào mình. Bạn không có tin vào mình. À, tức là cái sự hoài nghi của bạn nó quá lớn. Cái sự hoài nghi. À, có những bạn là cái sự hoài nghi nó quá lớn. Bạn nghi người A, bạn nghi người B, bạn nghi người C, ok chưa? Tức là cái nỗi có những người cái sự nghi ngờ á các bạn, nó làm cho mọi người như thế nào mọi người họ cứ mãi suy nghĩ hoài, họ cứ rụt rò, họ cứ dằn dừ lặng la, họ để tìm cho họ cái thông tin. À, niềm tin vào mình 40. À,
Vượng bạn đăng ký cái gì mình cũng không biết bạn đăng ký cái gì, và họ rất là tràn đầy năng lượng các bạn. Họ có kiến thức, họ có trình độ, họ có rất nhiều cái, nhưng một cái duy nhất mà họ không làm đó là họ nghi nhiều quá, và càng nghi cái hồi nghi lớn đó, nó làm chính cho họ tổn thương luôn. Họ tổn thương chính họ, họ tổn thương những người chung quanh họ, họ làm tổn thương những người như thế nào à, những người muốn giúp họ, những người muốn nâng đỡ họ, giúp họ vượt qua cái bức rào đó. Nhưng mà sao à, nhưng mà bởi vì cái sự hội của các bạn lớn quá, nó làm cho bạn bị tổn thương những người xung quanh họ, và những người đó sau này họ cũng không muốn giúp các bạn luôn. Ok chưa? Nó là những cái điều mình vừa nói cho nó làm cho bạn trở nên một cái con người vô cùng bình thường. Bạn cứ mãi bình thường như vậy hoài, thậm chí nó còn đi lùi nữa mà nó không phát triển lên. Các bạn không, cái điều thứ năm vừa rồi mình nói với các bạn á, cái điều thứ năm là cái điều nói như thế nào ạ? Cái điều thứ năm là cái điều mà chúng ta tức là đi chơi với những người tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực nhiều quá. Làm gì cũng một cái vấn đề xảy ra chúng ta không nghĩ theo hướng tích cực, một vấn đề xảy ra chúng ta nghĩ theo hướng tiêu cực. Một cái vấn đề xảy ra ví dụ như là hôm nay trời lạnh, thì các bạn chỉ rên rỉ là trời lạnh là sẽ bị khó khăn sẽ kia, nhưng mà các bạn không nghĩ rằng là trời lạnh đó là cơ hội mà chúng ta luyện sức khỏe của mình, cơ hội để cho thử thách sức khỏe của mình. Trời lạnh đó là cơ hội để chúng ta có một cái trải nghiệm mới. Hoặc là một cái vấn đề khác xảy ra, ví dụ như là họ bán hàng sáng nay họ gặp khách hàng họ bán không được, là họ nghĩ là khách hàng là khó tính, họ nghĩ là khách hàng khách khách hàng này là không không mua hàng, mà họ không nghĩ rằng là khách khách hàng chưa mua hàng là cơ hội để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng bán hàng của chúng ta tốt hơn, là cơ hội để chúng ta tập trung học hỏi hơn nữa, là cơ hội để cái khả năng thuyết phục của chúng ta càng ngày nó càng tốt hơn, và cơ hội để chúng ta chăm sóc khách hàng kỹ hơn. Nó là ý ở đây mình muốn nói với các bạn là năm cái điều vừa rồi á, nó làm cho bạn cứ giữ bạn ở một cái con người rất là bình thường tầm thường. Các bạn nên nhớ rằng chúng ta mới sinh ra chúng ta là con người rất là vĩ đại đó, chúng ta rất là mạnh mẽ. Bất kỳ một đứa bé nào nó đâu có biết cái tiêu cực là gì, nó cũng không biết là sợ sệt là gì, nó cũng không biết đa nghi là gì, nó cũng không biết lãng quên là gì. Nhưng mà vì cái cuộc sống lần lần huấn luyện nó, lần lần khắc họa nó lên một cái con người rất là bình thường, và khi chúng ta càng lớn lên thì nó làm cho chúng ta càng lớn chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn, thì càng lớn chúng ta lại càng trở nên một con người quá bình thường hơn. Và mình mong muốn các bạn sau khi xem livestream này đóng góp một phần gì đó trong hành trình của các bạn, nó làm cho bạn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nó làm cho bạn càng ngày càng phi thường hơn. Mình đang bị sổ mũi một cái, trời lạnh lạnh á, cái lỗ mũi mình hình như mình bị viêm mũi dẫn á các bạn, nó bị lạnh lạnh một chút xíu. Nên là ý ở đây mình muốn 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 nói hãy thử một lần đi. Đúng rồi, cái khóa học kinh doanh ngày Tết học vào buổi tối, hãy thử một lần đi để chúng ta tin rằng những điều đó chúng ta có thể làm, và chúng ta càng ngày càng trở nên một con người tuyệt vời hơn, một con người càng trở nên vĩ đại hơn, chứ không phải là chúng ta càng ngày làm cho mình càng trở nên bình thường hơn. Chào bạn Kim Cúc. Bạn nào xem bên YouTube thì các bạn nhớ bấm like nha. Các bạn ở bên Facebook thì các bạn nhớ chia sẻ về nhà các bạn. Vâng, mình chỉ chia sẻ nhanh vào buổi sáng hôm nay thôi. Thì tối ngày mai mình có live stream mở về cái khóa học kinh doanh Tết, kinh doanh ngày Tết. Tết là cái cơ hội mà mọi người họ khách hàng của chúng ta rất là dễ bán, chúng ta rất là dễ bán có tiền vốn. Kinh doanh ngày Tết thường thường là các bạn chỉ còn chứng vài triệu thôi, thậm chí không nhiều nữa. Và chúng ta biết cách thì một cái Tết chúng ta
À, kiếm tiền lãi là 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu là chuyện bình thường. Năm ngoái có những bạn họ đã làm và họ đã đăng ký được. Thì các bạn muốn đăng ký học cái khóa này thì rất là đơn giản, các bạn inbox vào cái số Zalo 0937 939598, hoặc các bạn inbox vào Facebook của mình. Mình sẽ add các bạn vào một cái group riêng, dĩ nhiên có học phí là 500 ngàn. Hiện tại thì đã gần 100 bạn đăng ký rồi, gần 100 bạn đăng ký rồi. Và chúng ta học vào buổi tối, chúng ta học vào tối thứ hai tuần này, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, bắt đầu 9 giờ tối mình lên mình live stream, tại vì mình tổ chức hoàn thức live stream để cho các bạn học được khắp tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước chúng ta cùng học được. Và các bạn có cơ hội kết nối giao lưu với những bạn ở ở trong group đó. Nên là bắt đầu tối thứ hai chúng ta học 4 buổi. Như học qua online này mà các bạn ngồi tại nhà các bạn học, và các bạn sẽ tập trung hết mình cho cái chiến lược kinh doanh ngày Tết. Bây giờ phải học để chuẩn bị, bởi vì còn có hơn một tháng nữa, còn có 40 ngày nữa, nên các bạn phải chuẩn bị. Và khoảng ngày 20 Tết là chúng ta đánh sáp la cà. Bây giờ là chuẩn bị mọi thứ để 20 Tết là chúng ta đánh sáp la cà, và chúng ta đánh vừa tới Tết luôn, tới 30 Tết luôn, là các bạn có một cái khoản tiền rất là tuyệt vời để các bạn tiêu Tết. Và đây là cơ hội rất là tuyệt vời. Thì các bạn nào quan tâm khóa học này thì các bạn đăng ký. Tối mai là bắt đầu chúng ta học, bắt đầu 9 giờ tối, và các bạn học ở trong một cái group live stream, group đó là group bí mật. Những bạn đã đóng phí xong rồi thì các em nhân viên nó sẽ ép các bạn vào đó. Cảm ơn các bạn đã xem cái live stream buổi sáng hôm nay. Các bạn nhớ xem live stream và ghi chép lại những cái bài học và nhớ thay đổi, bởi vì cái live stream này là nói về cái chủ đề là chúng ta cần phải thay đổi để biến cái con người bình thường của bạn nó trở thành một cái con người tuyệt vời hơn như vốn dĩ mà bạn lúc mới vừa sinh ra. Chúc bạn buổi sáng chủ nhật rất là tuyệt vời, ý nghĩa. Bye bye các bạn. Chúng ta sẽ gặp sau vào những livestream sau.